Hello, nào chào anh em, lại là mình Nguyễn Quang Thuận đây, thấy chưa? Hôm nay thì có một anh học viên ở trong lớp AutoCAD online của mình, thấy chưa? Thì anh ấy hỏi rằng là thầy ơi, em muốn ghép hai bản vẽ CAD vào nhau thì phải làm như thế nào hả thầy? Và nhờ thầy hướng dẫn. Đây thì anh ấy gửi cho mình hai bản vẽ CAD này và nhờ mình ốp hai bản vẽ này với nhau, thấy chưa? Thì để làm được cái công cụ này, thấy chưa? Thì nó có liên quan một lệnh rất là hay, đó là lệnh XREP, XREP trong AutoCAD. Thế thì mình đã download hai bản vẽ này rồi, đấy nhá. Đây là câu hỏi của một anh học viên trong lớp AutoCAD thực chiến thành hạng con số 0 của mình, đấy nhá, trên nền tảng Unica. Thế thì anh ấy có gửi cho bản vẽ cho mình và mình đây đã mở sẵn lên rồi, đấy nhá. Đây anh em, đây hai bản vẽ này mình đã mở sẵn lên rồi, đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lồng vào như thế nào. Đấy ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải sử dụng đến các cái bước. Bước thứ nhất là kiểm tra về đơn vị unit, thì anh em kiểm tra lệnh UN cho mình, đấy ạ. Trong khóa học thì đã anh em rất là rõ về cái lệnh 5 bước thiết lập cơ bản ban đầu trước khi vẽ rồi. Trong đó có lệnh UN unit này, đấy ạ. Đây anh em, bước 1 anh em phải kiểm tra cho đơn vị của mình bản vẽ này đang dùng là chính là bảo là cái đơn vị gì. Ví dụ ở đây anh em dùng là mét, đấy ạ. Thì anh em bấm lưu và sang bản vẽ thứ hai, anh em kiểm tra đúng nó đang là mét hay không. Đã đúng được chưa? Trường hợp mà nó đang chưa đúng thì anh em hãy đưa nó về nhá, ví dụ ở một đơn vị khác nữa ạ. Đấy, anh em hãy đưa về cùng đồng nhất một đơn vị chính làm việc meter. Ở đây được chưa? Ở đây mình chọn meter. Thế thì bước 1 đã xong, đấy, anh em đã kiểm tra được cái đơn vị cho hai bản vẽ đã đồng nhất rồi. Thì bước 2 anh em dùng đến lệnh. Cái lệnh này là lệnh XREP nhá. Rất là quen thuộc với anh em dùng AutoCAD mà đặc biệt là anh em dùng làm việc nhóm, được chưa? Theo kiểu công ty thì hay dùng lệnh XREP hơn để người ta tham chiếu một bản vẽ khác vào để người ta làm việc hòa và hoàn thiện, được chưa? Đặc biệt là hoàn thiện được những cái hồ sơ về xây dựng này, được chưa? Ở đây mình sẽ đi loát cái này đi, tại vì lúc nãy mình đã thêm vào rồi. Bây giờ mình dẫn lại anh em. Khi mà anh em mở được cái lệnh XREP lên thì nó hiển thị ra cái bảng này, được chưa? Chúng ta phải cầm vào cái tay nắm ở cạnh này để người ta di chuyển cái hộp thoại này làm sao cho nó ra giữa màn hình dễ làm việc, được chưa? Ở tại đây thì nó hiển thị ra cái logo này, được chưa? Anh em có thể sổ xuống chọn đối tượng, được chưa? Ở đây đối tượng của mình là đang là bản vẽ đuôi DWG thì anh em chọn dòng đầu tiên, được chưa? Đó, anh em chọn đến cái thư mục chứa cái bản vẽ đó, thì đây là cái bản vẽ mình muốn XREP vào, tức là muốn thêm hoặc là gọi là lồng vào ấy, được chưa? Anh em ấn open. Thì tại đây nó hiển thị ra cái bảng attach external reference này. Thì ở đây thì nó có một số cái hộp phân vùng giữa đơn vị này, nên nó báo là meter ok rồi. Đây là phân vùng về đường dẫn. Đấy, file path thì anh em có để là relative path cũng được, kiểu bán đường dẫn ấy ạ, hoặc là full path tùy thôi, cái này cũng không quan trọng lắm ấy ạ. Các cái thông số khác anh em giữ nguyên, tuy nhiên đặc biệt là anh em để ý cho mình cái phân vùng là insertion point này ấy ạ. Bình thường thì nếu anh em tích kiểm ở đây thì chúng ta ấn ok thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn một cái điểm chèn tùy ý bằng cách chúng ta nhấp một cái tích chuột ở trên màn hình, thấy chưa? Nhưng trong trường hợp này chúng ta lồng hai bản vẽ theo cái tọa độ đã được thiết lập sẵn và nó đồng nhất ấy. Chúng ta sẽ bỏ tích cái này đi để lấy cái gốc tọa độ làm chuẩn, đó là cái gốc tọa độ gióng là tọa độ khơ gốc 000, x, y, z đều là 0 hết này, thấy chưa? Đấy, thì khi này anh em ấn bỏ kiểm đi thì nó sẽ ở dạng là lấy tọa độ gốc làm chuẩn, thì tự động nó sẽ lồng vào nhau và theo được cái hệ tọa độ đã được thiết lập sẵn nữa. Ok ạ. Đấy, cái bản vẽ XREP đã được thêm vào rồi này. Như này là báo thành công rồi, loader này. Đấy ạ. Em tắt đi. Thì ngay lập tức thì anh em thấy là mở bản vẽ ra thì thấy được cái đối tượng cái bản vẽ XREP chúng ta. Thì nó ở dạng một cái dạng bản vẽ khối hoàn chỉnh nhá, nhưng mà chúng ta sẽ không chỉnh sửa được, đấy ạ. Mọi cái bản vẽ chỉnh sửa khác ở cái bản vẽ gốc ấy thì sẽ sang đây nó sẽ hiển thị, đấy ạ. Ok, đấy ạ, nó sẽ cập nhật theo. Đấy. Ở đây hiển thị ở dạng một dạng kiểu dạng block, anh em nhìn thấy kích vào phát nó ở dạng gần như là một dạng block vậy, nhưng bản chất nó là dạng đối tượng XREP đấy ạ. Anh em nào mà đã dùng XREP rồi sẽ hiểu. Ở trong video này thì mình sẽ không hướng dẫn hay giải thích là XREP là gì hay là từng cái công cụ của từng cái chức năng của XREP đấy ạ, mà mình hướng dẫn cho anh em nhanh cũng là về trả lời cho anh em học viên cách người ta sẽ add một bản vẽ đấy ạ, tham chiếu một bản vẽ khác sang một cái bản vẽ hiện hành đấy, bằng cách là người ta sử dụng cái gốc tọa độ ở trong cái công cụ XREP này rất là hữu hiệu và hay ho, được chưa? Thì đây là một video mình gửi đến nhanh để trả lời cho câu hỏi cho anh học viên.
đang học khóa học của mình, đấy chưa? Thì anh em nào mà đang xem theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Quang Thuận đấy, muốn tham gia đấy chưa, khóa học của mình ở trên Unica này, khóa học tự thực chiến sở hữu vĩnh viễn luôn, đấy, xem đi xem lại nhiều lần không giới hạn đấy, và mình sẽ hỗ trợ khi anh em qua kênh Zalo hoặc là Ultraview khi anh em cảm thấy thắc mắc, có câu hỏi trong quá trình học, đấy chưa? Đấy, và anh em phải đăng ký tham gia dưới link ở dưới mô tả của video này, hoặc là liên hệ trực tiếp với Facebook của mình, Facebook Zalo của mình, để được nhận một cái ưu đãi tốt nhất khi tham gia khóa học. Ok, hãy đăng ký kênh của mình để đón nhận những cái video bài học tiếp theo nhé. Xin chào anh em.